Nhiều tình tiết mới bao quanh đoạn clip người nam nhi tên Đoàn Văn Tý, 31 tuổi, quê An Giang, sống và làm việc ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, tát con đầm tiếng mặt khiến dân mạng chú ý. Sau khi ông bố đăng liền ba ta tớt xin tập thể bỏ lỡ thì đại diện nhóm người kéo đến tát đỏ mặt anh này vào ngày 17 tháng 10 cũng đến xin lỗi. Cụ thể, ngày 18 tháng 10, Nguyễn Lâm Huyền Nga, người tóm đầu nhóm người đến hành độc ác, ông bố đã đến gặp gỡ nạn nhân xin lỗi, đăng ta tớt tú tội trên trang cá nhân và cho biết đã lên trình báo sự việc với cơ quan công an. Chuyện là tôi có đến chỗ ở anh Tý ở cùng bằng hữu mạng thôn hội khi chưa mày mò được sự việc. Riêng tôi đã có tát anh Tý một, hai cái. Chiều về tôi mới biết được sự việc. Tôi làm đã sai nên hôm nay tôi có đến chỗ anh Tý ở tìm gặp gỡ và xin lỗi. Tôi có đến cơ quan công an trình báo sự việc vì tôi biết tôi sai. Mong anh Tý và tập thể mạng tha lỗi cho tôi vì không hiểu rõ rệt sự việc, nhất thời biển đồ. Tôi chân thành xin lỗi, Huyền Nga chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng tìm ra hình ảnh nghi giống Huyền Nga với tiền án chém người cách đây không lâu. Không ít bình luận trước đó chỉ trích nam thanh niên cùng nhóm người chỉ là những anh hùng bàn phím, hành xử thiếu suy nghĩ. Sự hợp nhau giữa Huyền Nga và đối tượng chém người gây thương tích ở Tiền Giang cách đây không lâu. Sáng ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Mỹ Tho vào cuộc làm rõ rệt hành vi một nhóm người kéo đến nhà trọ nơi anh Đoàn Tý đang ở thuộc thôn Trung An, thành phố Mỹ Tho, phá khóa cửa, lôi anh Tý ra tấn công. Nhóm người đến phá khóa cửa và hành độc ác anh Tý và liên giác stream trên mạng thôn hội. Lực lượng tác dụng cho biết sẽ xác minh có bạo hành trẻ em không, nhóm người phá khóa cửa nhà trọ vi phạm đến đâu, xử lý đến đó. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý trên nhiều diễn đàn mạng.